vị thân mến, chúng ta đang chứng kiến những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động Selhurst Park, sân nhà của câu lạc bộ Crystal Palace. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Người đã lập cú hat-trick ở trong trận đấu thuộc khuôn khổ cúp liên đoàn. Như vậy là Crystal Palace lại giữ nguyên đội hình. Lemina, nỗ lực dứt điểm vừa rồi là của Fabio Silva. Xử lý tốt Eze. Bây giờ thì hơi khó rồi, nhưng liệu có penalty hay không? Dứt điểm. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà Eze đã khiến cho João Gomes có một tình huống truy cản, nó khá vụng về. Đây là pha bóng mà có thể trọng tài sẽ có thể thổi penalty. Dù sao thì đây cũng là tình huống mà cái chân trái của João Gomes đã dẫm lên chân của Eze. Nếu như chỉ là một tình huống mà đôi bên có sự tranh chấp thì có thể nó còn là 50-50. Đây là pha bóng mà rất có thể Rob Jones sẽ thổi quả penalty được. Như vậy là không có penalty rồi, không có penalty dành cho Crystal Palace. Rất nguy hiểm, một sai lầm. Không có bàn thắng dành cho Palace, thêm một cú đá nữa, trái bóng đi ra ngoài. Một tình huống mà hàng thủ của London đã hoạt động một cách rất trệch choạc. Nhưng may cho bầy sói khi mà các chân sút của Palace cũng không thực sự làm tốt nhiệm vụ của mình. Jose Sa đưa đồng đội của mình vào một trạng thái quá nguy hiểm. Đó lại là João Gomes thêm một lần nữa. Có vẻ như sự tập trung vẫn chưa quay trở lại với cầu thủ người Brazil. Sau đó thì hai cầu thủ bên phía Palace cũng đã có cơ hội, thậm chí là phối hợp với nhau để dứt điểm vào gôn trống. Ayew và phối hợp khá tốt, rất hợp lý. Bóng trở lại với Jordan Ayew, quả tạt vào, không thể có được pha dứt điểm ở phía xa. Eze, cú đá thẳng của Eze. Vẫn đang là số 10 của Palace, đưa bóng vào, không được. Người tạo ra đường chuyền vào trong là Jeffrey Sloop, và Edouard là người đã bật cao đánh đầu. Trước đó phải kể đến một pha đi bóng rất hay của Eberechi Eze, tình huống qua người mẫu mực. Nhưng đây là tình huống mà Edouard đã hứng với. Edouard làm gì đây, quyết định đi bóng. Và một cú đá từ góc hẹp, đây là Pedro Neto. Làm gì đây, Pedro Neto đảo chân. Và đó là một cú đá bằng chân phải khá bất ngờ đến từ số 7. Sam Johnstone đã phải đẩy bóng ở trong tình huống vừa rồi. Khả năng xử lý của Pedro Neto đang mang đến khá nhiều những biến số khác nhau. Và vì vậy mà anh vẫn đang làm khó được các cầu thủ phòng ngự của Crystal Palace trong việc đoán biết ý đồ của cầu thủ này. Bây giờ sẽ là phạt góc dành cho Wolverhampton. Đôi bên đều đang làm chưa tốt trong những tình huống phạt góc cũng như là những quả đá phạt nói chung. Phá đường bóng vào của Neto. Dứt điểm. Có đến hai cầu thủ áo vàng trong khu cấm địa nhưng họ lại không đưa ra được một pha đánh đầu đủ tốt. Quả tạt của Pedro Neto như rót vào đầu của các cầu thủ bên trong rồi. Nó quá thuận lợi. Ở phía sau của Quét Dawson đó là Matheus Cunha. Rất tốt. Tarik Mitchell. Được chuyền vào. Crystal Palace đã mở tỷ số và đó là Osone Edouard. Một đường truyền phải nói là mẫu mực đến từ Tarik Mitchell. Và bên trong là một pha băng cắt tuyệt vời, xé toang mảnh lưới của Jose Sa. Hãy cùng xem lại pha phối hợp tấn công của các cầu thủ chủ nhà. Có rất nhiều khoảng trống cho Tarik Mitchell. Điều quan trọng là số 3 của Palace đã có được một đường truyền hợp lý vào trong. Và sự ăn khớp trong pha phối hợp này là 100% bên phía đội tuyển, bên phía câu lạc bộ chủ nhà.
Pha băng vào là Edouard. Và nó quá chính xác. Edouard đã xuất hiện ở giữa cặp đôi trung vệ của Wolverhampton là Craig Dawson cùng với Kilman. Anh là người chạm bóng và anh là người đã xuyên thủng mảnh lưới của Jose Sa. Rõ ràng là hàng thủ Wolverhampton vẫn đang gặp phải những vấn đề. Nó không chỉ đến từ vị trí của João Gomes. Họ cần phải cải thiện điều này. Đánh đi! Hoàng Huy Chan ghi bàn 1-0 cho Wolverhampton. Nụ cười tươi rói của cầu thủ người Hàn Quốc. Và chắc chắn là huấn luyện viên Guardiola cũng rất vui với lựa chọn của mình. Không lâu sau khi được tung vào sân thay cho Sarabia thì Hoàng Huy Chan đã biết cách để giúp cho đội bóng của anh quay trở lại trong trận đấu này. Một pha đánh đầu lái bóng mẫu mực của số 11, rất kỹ thuật. Đó, điểm rơi hoàn hảo, bật nhảy và chạm bóng, đưa trái bóng về phía góc xa. Một sự sắc sảo được thể hiện bởi Hoàng Huy Chan. Và trong khi đó thì ở bên kia chiến tuyến không có ai có được một tình huống theo kèm đủ sát sao cả. Rất nguy hiểm. Bóng nằm gọn trong tay Jose Sa. Eduri. Rất nguy hiểm. Pha xử lý mà thiếu chút nữa thì Eduri đã khiến cho Wolverhampton phải trả giá. Họ đang có những tình huống xử lý không hề an toàn. Đây là một pha bóng như vậy với một tình huống mà Ednuri đã đặt thủ thành Jose Sa vào một thế rất khó khăn. Rất may là phản xạ của thủ môn này đã cứu cho Wolverhampton một bàn thua. Rất hay, Eze. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến dành cho Eze. 2-1 cho Crystal Palace trước Wolverhampton. 16 pha dứt điểm trong các trận đấu trước đó, không có một bàn thắng nào dành cho Eze cả. Nhưng ngày hôm nay thì anh cũng đã có được niềm vui ghi bàn rồi. Chắc chắn là không có lỗi việt vị nào cả. Một tiếng chuyền bóng quá hay của Mateta dành cho Eze. Đây là một bộ mặt rất khác của Crystal Palace. Họ quá hiệu quả. Đó là pha chuyền bóng có lẽ là bằng lưng của Mateta cho Eze. Eze cũng có một nhịp khống chế bóng đầy kỹ thuật để có thể loại bỏ được sự truy cản của Mario Lemina. Và vô cùng khéo léo để gẩy trái bóng về phía xa, đánh bại được thủ thành Jose Sa. Mateta phối hợp cùng của Crystal Palace nhảy múa trong vòng cấm của Wolverhampton. Hãy nhìn pha tấn công này của Crystal Palace. Một pha đánh vỗ mặt khi chỉ có hai cái tên là Eduard cùng với Mateta phối hợp với nhau, nhưng như thế là đủ để vượt qua được một hàng thủ chơi không quyết tâm cho lắm đến từ Wolverhampton. Quá chậm trễ trong khả năng áp sát. Một sự bế tắc thực sự khi mà Max Kilman không thể làm gì hơn cả. Nhịp nhú bóng nó quá chết chóc đến từ Eduard và nó khiến cho Max Kilman bị lỡ trớn hoàn toàn. Mitchell. Rất hay, Eze. Eze. Rất hợp. Cú đá cận chân của Eze. Pedro Neto đưa bóng vào. Đánh đầu. Rất đẹp mắt. 2-3 dành cho Wolverhampton. Nhưng đây đã là phút bù giờ cuối cùng. Giá mà Wolverhampton có thể làm như thế này sớm hơn. Một quả tạt rất tốt đến từ Pedro Neto. Nó quá vừa vặn với pha băng vào của Matheus Cunha. Và thậm chí là còn có cả Kalajic ở bên cạnh nữa. Không có. Bởi đó là tiếng còi của trọng tài Rob Jones và tỷ số chung cuộc là 3-2 dành cho đội bóng của Roy Hodgson. Chiến thắng thứ hai của Crystal Palace tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Và nó giúp cho đội bóng này vươn lên vị trí thứ 7.
với 7 điểm trong tay. Đón ngoại hạng Anh, APKA Cộng giảm tới 50% chỉ từ 88.000 đồng một tháng, cùng cơ hội trúng lớn TV Samsung 75 inch 4K mỗi tuần, mỗi ngày.